Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu tóc ngắn này BC nha các bạn. Một mẫu tóc ngắn rất là cá tính nhưng mà rất là dễ cắt. Đầu tiên là mình sẽ chia ra những phân khu chính và sau đó mình sẽ tiến hành mình cắt. Mình sẽ cắt phân khu đầu tiên, đó là phân khu từ điểm sau ót xuống điểm giữa gáy nha các bạn. Và mình sẽ thực hiện kỹ thuật đường chia dọc và mặt cắt 90 độ, cắt bài rau các bạn, cắt đều á. Và các bạn, đây là đường guideline di chuyển nên các bạn cần đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao, nên các bạn cắt cẩn thận ha. Mình chia một cái section mỏng thôi, khoảng 0,5 đến 1 phân thôi nha các bạn, độ dày của cái mảng tóc á. Nếu mà các bạn cắt quá dày, chia đường chia quá dày thì các bạn sẽ không thấy được cái mặt cắt nha các bạn. Nên các bạn cắt dễ phạm vô cái đường guideline cũ của mình cắt trước rồi. Nên các bạn cứ cắt cẩn thận từ từ. Thà là các bạn cắt từ từ nó sẽ chính xác, các bạn không cần phải chỉnh sửa lại. Cứ thế mà chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ cắt. Và mặt cắt này nó sẽ ở trung tâm của tép tóc nha các bạn. Trung tâm của tép tóc đó, cứ như vậy chúng ta cắt hết nửa đầu bên trái và nửa đầu bên phải thì chúng ta cũng cắt tương tự, một section không quá 0,5 cm. Và các bạn nên nhớ là chúng ta cắt đường guideline di chuyển thì ở bên kia chúng ta cắt ở trung tâm, mặt cắt trung tâm của mẹ của tép tóc, thì ở bên phía phải đầu các bạn cũng phải cắt ở trung tâm của tép tóc thì hai bên nó mới đều được nha các bạn, nó mới cân được nha. Và cứ thế từ từ và chúng ta cắt hết nửa đầu bên phải. Các bạn không cần cắt quá nhanh đâu, mình chỉ cần cái độ chính xác nó cao là được nha các bạn. Các bạn đừng nôn cắt nhanh, cắt nhanh mà nó sai sót thì các bạn cũng phải chỉnh lại rất là lâu và rất là cực nha các bạn, và cái mặt cắt của mình nó không đẹp đó. Sau đó mình sẽ chỉnh lại cái phần khuôn viền phía dưới, mình cắt lại cái khuôn viền phía dưới, chỉnh lại đường line á nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra hai bên trái phải, chúng ta sẽ check lại bằng mặt cắt ngang. Khi mà các bạn cắt dọc á, thì các bạn check lại bằng mặt cắt ngang để cho chính xác nha các bạn, không bị sợ dài sợ ngắn hơn. Khi chúng ta đã bắt lớp ngang, chúng ta check lại mà chúng ta cảm giác hai bên nó đã căng xứng, nó đã ok rồi á, thì chúng ta cắt phân khu thứ hai. Phân khu thứ hai là từ cái điểm vàng xuống cái điểm sau ót nha các bạn. Điểm vàng tức là cái điểm đường tiếp nối của cái điểm vành móng ngựa đó các bạn. Và chúng ta vẫn thực hiện cái tép đầu tiên, là chúng ta sẽ cắt một cái đường gai đầu tiên để làm chuẩn. Và cái góc độ lần này mình cũng thực hiện là cái góc độ 90 nha các bạn, tại vì cái hộp sọ của bé này không phồng nhiều nên mình vẫn giữ nguyên cái góc độ là 90 độ. Còn nếu mà các bạn thấy có nhiều khách hàng của chúng ta cái điểm từ điểm số 5 lên cái điểm vàng có người ta nhô lên rất là cao thì mình sẽ cắt thấp xuống nha các bạn, cắt radiation tức là cắt tầng thấp xuống nha các bạn. Cứ thế mà chúng ta cắt cũng như ở phần phân khu dưới, chúng ta cũng cắt bên trái trước và độ dày chúng ta chia cũng đừng quá 0,5 cm nha các bạn, độ dày của tép tóc á cũng đừng quá 0,5 cm nha, để chúng ta thấy rõ được cái đường guideline chúng ta cắt để tránh được sự sai sót. Cứ thế mà chúng ta cắt hết cái phần tóc bên trái đầu.
các bạn thấy những cái bài chia sẻ của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha, để mình ra những cái clip tiếp theo cho các bạn. Sau khi chúng ta cắt bên trái đầu xong rồi thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy với bên phải đầu. Lúc nào cũng kiểm soát góc độ, kiểm soát mặt cắt, kiểm soát hướng kéo nha các bạn. Sau đó tương tự mình cũng sẽ chết lại bằng, chúng ta cắt xong chúng ta cũng chết lại bằng đường chia ngang nha các bạn. Các bạn cứ nhớ là cắt dọc chết ngang, cắt chéo chết ngang, chết xéo. Lý do là mà mình để chia những cái phân cua nhỏ như vậy á là để mình dễ kiểm soát và mình sẽ dễ xử lý từng phần nha các bạn. Và đến phần bên mang tay thì mình cũng vẫn cắt như vậy. Và phần bên mang tay thì mình không muốn phồng nhiều nên mình sẽ chia đường chia ngang để tạo cái độ nặng hơn nha các bạn. Mình vẫn cắt góc độ 90 nhưng mà mặt cắt là mặt cắt ngang để tạo cái độ nặng. Tại vì nếu mà các bạn chia đường chia dọc á, thì nó rất là phồng nhiều. Mà phồng nhiều ngay chỗ cái phần thái dương thì nó lại không được đẹp nha các bạn. Phồng nhiều ngay phần trước thì không được đẹp nha. Sau đó cắt ngang xong, cắt ngang 90 độ xong, chúng ta sẽ chia lại đường chia dọc để chúng ta chết lại một lần nữa cho chính xác nha các bạn. Thì cũng như hồi nãy mình nói như lúc đầu, cắt dọc thì chết ngang, còn cái này cắt ngang thì mình chết dọc. Và cắt liên kết về phía trước để không có sợ tóc dư thừa nào nó bị dư ra nha các bạn. Và cứ thế chúng ta cắt hết phân khu bên trái đầu và tới bên phải đầu. Bên phải đầu thì chúng ta cũng thực hiện kỹ thuật tương tự bằng section ngang 90 độ để tạo cái độ phồng vừa cho cái phần bên mang tai. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng phải check lại bằng đường chia dọc để đảm bảo cái độ chính xác tuyệt đối nha các bạn. Và cứ thế chúng ta cắt hết đầu, nửa đầu bên phải. Thực hiện xong phần tóc bên phải đầu thì chúng ta sẽ đo lại hai bên để đảm bảo một lần nữa là chúng ta cắt hai bên nó bằng nhau nha các bạn. Và đến cái phần vương miệng thì chúng ta sẽ thực hiện cắt một cái phần lõm phía giữa đầu để chúng ta làm một cái phần gai chuẩn. Và sau đó mình sẽ thực hiện bài chia ngang
góc độ vẫn là 90 độ nha các bạn, nhưng mà đường chia ngang. Tại vì sao phải là đường chia ngang ạ? Tại vì mình muốn cái phần ở phía trên nó vẫn phồng, nhưng mà nó phồng ít thôi nha các bạn. Mình không muốn nó phồng nhiều quá ở phần trên, phần đỉnh. Và mình cũng sử dụng kỹ thuật cắt về một điểm nha các bạn. Mình sử dụng về cắt cắt lớp về một điểm nha các bạn. Mình sẽ kéo về phía điểm vàng, mình sẽ cắt. Cắt hết bên trái rồi chúng ta tiếp tục cắt phần bên phải. Mục đích của mình cắt lớp như vậy để mình muốn giữ độ dài phía trước. Các bạn nhớ cắt đường lai chuẩn nha. Sau khi chúng ta cắt xong hết, chúng ta cũng phải chết lại nha các bạn nha. Cứ thế mà chúng ta cắt hai phần nửa đầu trước. Chúng ta sẽ lần này chúng ta sẽ cắt lớp về điểm đỉnh nha các bạn. Về điểm đỉnh. Để giữ độ dài phần mái phía trước và tạo độ phồng. Nhưng mà phồng nhẹ nha các bạn, không phồng nhiều nha. Tại vì phần đỉnh các bạn cắt mái tóc này tương đối là cũng là dày. Nếu mà chúng ta cắt đều thì nó sẽ phồng rất là nhiều nha các bạn. Các bạn chú ý điều này nha. Chúng ta thực hiện phần tóc bên trái xong thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy bên phía phần phải đầu nha các bạn. Bên phải mình cũng cắt tương tự như vậy ha các bạn. Đây gọi là kỹ thuật cắt square nha các bạn, square về một điểm. Mình đang sử dụng đường gai lái cố định nha các bạn. Đây gọi là bài cắt lớp đó các bạn. Cắt tạo độ lớp. Giữ độ dài phía trước đầu nhé. Và các bạn nhớ là chia một cái đường chia sạch sẽ nha. Gọn gàng, sạch sẽ. Để chúng ta cắt cho nó chuẩn. Sau khi cắt xong phần bên phải thì chúng ta sẽ chết lại bằng đường chia dọc nha các bạn. Cũng như hồi nãy mình nói đó, mình cắt đường chia ngang thì lúc nào mình cũng phải chết dọc để không bị những cái sợi dài ngắn nha các bạn nha. Mình chỉ cần cắt ít thôi, không có cần cắt nhiều nhé. Và chúng ta sẽ chia một đường chia ngang. Và chúng ta sẽ chết lại một lần nữa cho nó chính xác. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa ngọn để làm mềm. Tỉa ngọn thì có rất là nhiều cách tỉa, nhưng mà mình chọn phương thức này là mình sẽ tỉa 1/3 ngọn nha các bạn nha. Các bạn tỉa xước ở trong ra cũng được, mà tỉa trong ngọn vào cũng được nha các bạn. Quan trọng là hiệu ứng làm mềm để giảm đi cái phần mà chúng ta cắt không thấy nếp cắt thôi. Và tạo độ phồng thôi.
Sau khi chúng ta tỉa ướt xong thì chúng ta chuyển sang tỉa khô nha các bạn. Chỉnh lại một số điểm đường lai, làm mềm lại cái phần ngọn một xíu là chúng ta đã hoàn thành. Clip hôm nay của mình chia sẻ đến đây là hết rồi nha các bạn. Các bạn thấy hay thì có thể các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chờ những cái clip mà sau của mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.